Tối 21 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đại tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Xuân yêu thương. Đây là hoạt động nhân dịp Xuân Giáp Thìn mừng Đảng quang vinh, hướng đến kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 và 35 năm Ngày Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3. Chương trình văn nghệ có các tiết mục ca múa với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, mùa xuân tươi đẹp, cùng các tiết mục dân vũ và trình diễn thời trang. Các tiết mục được cán bộ Hội viên Phụ nữ trên địa bàn phường Cửa Đại biểu diễn, thu hút đông đảo người dân địa phương dự xem cổ vũ. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đại trao tặng 8 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi với số tiền 2,4 triệu đồng mỗi em, trao 15 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho chị Nguyễn Thị Ngôn ở khối phố Phước Hải có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chi hội Phụ nữ khối phố Phước Tân hỗ trợ 5 triệu đồng cho một trường hợp phụ nữ đau ốm.